Bỏ lắp và hôm xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức và giải trí. Ngày hôm nay là buổi chiều của ngày thứ hai đầu tuần, ngày 20 tháng 3 năm 2023. Loan Lộc kính chúc quý vị một tuần lễ mới luôn thật nhiều niềm vui và bạn điều may mắn. Và sau bản tin chính, kính mời quý vị cùng chia sẻ với lá thư tìm người thân. Top 10 xe SUV an toàn được đánh giá cao nhất trong thử nghiệm tai nạn. Santa Ana, California biến sân golf ngay bên dòng sông Thành công viên vào năm 2026. Nổ súng ở Atlanta, ba người thiệt mạng, nghi phạm bị bắt giữ. Lái xe gây tai nạn, năm trẻ em thuộc một gia đình ở tiểu bang New York tử vong. Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy nói rằng không nên biểu tình theo lời kêu gọi của cựu tổng thống Donald Trump. Luật sư Robert Costello hôm nay ra điều trần binh vực cho cựu tổng thống trước đại bồi thẩm đoàn New York. Cổ phiếu ngân hàng thế giới lao dốc UBS mất thêm 12% giá trị sau khi khẩn cấp cứu Credit Suisse. Giá vàng thế giới chính thức vượt khỏi ngưỡng 2.000 đô la một ounce. Điện Kremlin tuyên bố phi cơ không người lái trên hắc hải chứng minh Mỹ tham gia xung đột. Canada đề nghị lập bộ tứ bốn quốc gia Mỹ, Nhật, Đại Hàn, Canada chống lại Trung Quốc và Nga. Trung Quốc chẩn đoán bệnh của Mỹ, hỗn loạn quốc gia gây thảm họa các nước khác. Phần Lan đạt danh hiệu quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới năm thứ sáu liên tiếp. Ông Tập Cận Bình đã đến Nga được ông Putin vinh danh. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga dọa bắn hỏa tiễn vào Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. Ông Putin yêu cầu nhân viên trong khối chính sách đối nội ngừng sử dụng iPhone kể từ cuối tháng 3 năm 2023 vì sợ hacker. Kim Jong-un kêu gọi sẵn sàng tấn công nguyên tử chống Mỹ và Đại Hàn. Tin Việt Nam tiếp viên hàng không buôn lậu không phải là chuyện lạ cần điều tra những người đứng sau đường dây này thưa quý vị tên đầu tiên của chiều ngày hôm nay top 10 xe SUV an toàn được đánh giá cao nhất trong thử nghiệm tai nạn Đứng đầu là Mercedes-Benz GLC 2022, xếp hạng an toàn 5 sao ra mắt lần đầu vào năm 2016. Mercedes-Benz GLC là một trong những mẫu xe cao cấp nhất của SUV cỡ nhỏ, thử nghiệm của NHTSA cho thấy GLC mang đến cho hành khách mức độ an toàn rất cao. Họ đã thử nghiệm và đánh giá chiếc xe cho đụng trực diện, đụng bên hông và tất cả đều an toàn 5 trên 5 sao. Thứ hai là Buick Encore năm 2022, xếp hạng an toàn 5 sao, giá khởi điểm từ 27.000 đô la một chiếc. Đây là loại SUV nhỏ gọn, là lựa chọn tốt nhất cho những người sống trong khu vực nhỏ hẹp. Chiếc xe này đã thể hiện xuất sắc trong thử nghiệm của NSTSA, đụng trực diện, đụng minh hông và an toàn. Tất cả đều đạt 5 trên 5 sao. Đứng thứ ba là Mercedes-Benz GLE 2022, xếp hạng an toàn 5 sao. GLE của Mercedes-Benz thiết kế mạnh mẽ, cấu hình sang trọng, với lớp gỗ cứng và da bọc rất sang trọng. Đây là một loại cổ điển nổi bật nhất của GLE. Mỗi xe GLE 350 có giá từ 57.000 đô la. Về mặt an toàn, GLE có biểu hiện vượt trội với những xe khác. Xe này cũng đã nhận được 5 trên 5 sao trong thử nghiệm đụng xe của NHTSA. GLE có những hệ thống báo động rất tân tiến như là phát hiện người và xe xuất hiện đột ngột phía sau xe của mình giúp giảm việc đụng xe trong bãi đậu xe. Thứ tư là Subaru Forester. Năm 2022, xếp hạng an toàn là năm sao. Chiếc xe này kiên cố bền chắc là một lựa chọn khá tốt với giá chỉ có 27.000 đô la trở lên trong các vụ thử nghiệm đụng xe của NSTSA. Forester đã nhận được đánh giá là 5 trên 5 sao về mức độ an toàn. Toyota RAV4 2022 xếp an toàn 5 sao. Trong thử nghiệm của NHTSA, RAV4 đã đạt được xếp hạng 5 trên 5 về mức độ an toàn. Chiếc RAV4 cũng có hệ thống thắng tự động để giúp giảm nguy cơ đụng xe từ phía sau. Đứng thứ 6 là Kia Sportage 2022. Thứ 7 là Chevrolet Trailblazer 2022. Thứ 8 là Toyota Highlander 2022 thứ 9 là Nissan Murano 2022 và đứng thứ 10 là Honda HR-V 2022. Tất cả đều được xếp hạng an toàn 5 sao. Santa Ana, California, biến sân golf ngay bên dòng sông thành công viên vào năm 2026. Thành phố Santa Ana sẽ xây công viên mới ngay bên sông Santa Ana vì cam kết tạo ra nhiều không gian xanh cho cư dân. Hội đồng thành phố Santa Ana đã đồng thuận thông qua việc không gia hạn hợp đồng thuê đất của sân Goff Riverview ngay ngã tư đường Edna và Olona. Hợp đồng này sẽ kết thúc vào đầu năm 2026. Mảnh đất ngay sông Santa Ana này sẽ được biến thành một công viên có chỗ cho cư dân đi bộ, tập thể dục và ngắm nhìn các sinh vật hoang dã. Trong nhiều năm, Santa Ana không đủ công viên cho cư dân và bây giờ đang tìm cách xây thêm công viên dọc theo sông Santa Ana bằng cách sử dụng đất của sân Goff. Các giới chức cho biết sân golf có sẵn nhiều thứ cần thiết cho công viên mới như chỗ đậu xe, văn phòng quản lý, nhà vệ sinh, hệ thống tưới cây và các tòa nhà làm công việc bảo trì. Theo nghị quyết của Santana, công viên còn có lợi cho đặc khu thủy cục Orange County về mặt tự nhiên. Không chỉ vậy, nhiều phần đất xi măng của sân golf Riverview tại khu hạ nguồn của sông Santana còn có thể được tháo tạo ra thêm đất công viên và môi trường sống cho nhiều sinh vật. Về chi phí xây dựng công viên, Hội đồng thành phố Santa Ana cho biết họ sẽ làm việc với tiểu bang và liên bang, trong đó có chương trình bảo vệ dòng sông Santa Ana và chương trình bảo vệ bờ biển của California. Hiện nay, công viên chỉ chiếm có 4% diện tích đất của Santa Ana nên cần phải xây thêm. Nghị viên Phil Bersera cho rằng một nơi cần có thêm công viên là một khu vực ở gần ngã tư của đường số 17 và đường Warner. Nổ súng ở Atlanta, ba người thiệt mạng, nghi phạm bị bắt giữ. Cảnh sát của quận Rockdale ở tiểu bang Georgia đã đến hiện trường khi nghe cuộc gọi và phát hiện ba người bị bắn, đồng thời bắt giữ một nghi phạm. Cảnh sát địa phương cho biết rạng sáng ngày 20 tháng 3 đã xảy ra vụ nổ súng này tại một ngôi nhà ở khu vực Atlanta, thủ phủ của tiểu bang Georgia. Văn phòng cảnh sát nhận thông tin vào lúc 12 giờ 10 phút sáng tại câu lạc bộ Conyer hạt Honey Creek, tiểu bang Georgia, cách Atlanta khoảng 30 mai về phía đông. Các nạn nhân được công bố đã tử vong tại hiện trường, hiện vẫn chưa xác định được danh tính của các nạn nhân. Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm và đang tiến hành điều tra vụ việc. Lái xe gây tai nạn, năm trẻ em thuộc một gia đình ở tiểu bang New York tử vong. Cảnh sát Westchester, tiểu bang New York cho biết 5 trẻ em từ 8 đến 17 tuổi đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày 19 tháng 3 trên xa lộ của New York. Vụ tai nạn xảy ra ở thị trấn Scardale thuộc quận Westchester, tiểu bang New York. Các nạn nhân tử vong gồm bốn bé trai và một bé gái, ngoài ra còn có một trẻ em khác bị thương. Cảnh sát cho biết chiếc xe Nissan Rogue do một thiếu niên 16 tuổi lái. Chiếc xe chạy với tốc độ 25 miles một giờ trước khi lao ra khỏi đài lộ Hutchinson River Parkway ở Scardales và đâm vào một gốc cây rồi bốc cháy lúc 0 giờ 20 phút ngày 19 tháng 3. Không có một chiếc xe nào liên quan đến vụ tai nạn. Người sống sót là một cậu bé 9 tuổi, nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện thương tích của cậu bé không nguy hiểm đến tính mạng, hiện vẫn chưa rõ danh tính của những nạn nhân này, nhưng theo cảnh sát thì các trẻ em đã đến từ tiểu bang Connecticut. Vụ tai nạn đang được các nhà chức trách ở quận Westchester điều tra. Cảnh sát đã thông báo cho gia đình của các nạn nhân. Theo đại ABC, phía gia đình cho biết 6 đứa trẻ là anh chị em ruột và anh em họ với nhau, tất cả đang lái xe đi đến Derby, tiểu bang Connecticut sau khi rời một trung tâm mua sắm Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy nói rằng không nên biểu tình theo lời kêu gọi của cựu Tổng thống Donald Trump. Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy vào ngày Chủ nhật đề nghị rằng người Mỹ không nên biểu tình theo lời kêu gọi của cựu Tổng thống Donald Trump. Cựu Tổng thống đã nói rằng hãy biểu tình giành lại đất nước của chúng ta. Vì Hoa Kỳ cần bình yên, ông McCarthy nói với các ký giả trong khi đến Florida để tham dự cuộc họp riêng của dân biểu Cộng hòa Liên bang. Ông McCarthy cũng giải thích rằng cựu tổng thống cũng không muốn biểu tình nhưng vì ông đang cố gắng giáo dục mọi người về những gì đang diễn ra chứ không phải là nói theo cách làm nguy hại cho nước Mỹ. Luật sư Robert Costello hôm nay ra điều trần binh vực cho cựu tổng thống trước đại bộ thẩm đoàn New York. Đại bồi thẩm đoàn New York xem xét vụ tiền bịt miệng liên quan đến cựu tổng thống, nghe điều trần từ một trong những đồng minh của ông vào ngày hôm nay. Robert Costello, cố vấn pháp lý chính thức cho Michael Cohen, cũng từng đại diện cho Rudy Giuliani và Steve Bannon, đã xác nhận sự xuất hiện của ông. Các luật sư của cựu tổng thống đã yêu cầu ông Robert Costello làm nhân chứng trước tòa về các cáo buộc chi tiền bịt miệng cho Stormy Daniels. Ông Costello đóng vai trò quan trọng trong cuộc điều tra nhắm vào cựu tổng thống. Cách đây gần 10 ngày, bài báo của New York Times khẳng định cựu tổng thống có thể bị truy tố hình sự vì vụ bê bối liên quan đến Stormy Daniels. Năm 2006, Stormy Daniels, tên thật là Stephanie Clifford, từng gây sốc khi khẳng định mình đã có quan hệ với cựu tổng thống. Vào năm 2018, luật sư của ông khi đó là Michael Cohen đã thừa nhận chi 130.000 đô la cho Stormy Daniels vào năm 2016 nhằm mua sự im lặng của bà trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Cựu tổng thống Trump đã giành chiến thắng trước bà Hillary Clinton và trở thành tổng thống. Đến năm 2018, ông Cohen từng nói rằng ông chưa nhận lại số tiền đã chi và nhấn mạnh đó là số tiền không liên quan đến chiến dịch tranh cử tổng thống của cựu tổng thống Trump. Tuy nhiên, ông Cohen cũng nói cựu tổng thống đã ra lệnh việc trả tiền bịt miệng cho bà Stormy. Phía cựu tổng thống cũng bác bỏ thông tin về việc ông từng qua đêm với Stormy Daniels. Họ cũng cáo buộc các cuộc điều tra nhằm vào cựu tổng thống là màn truy cùng đuổi tận, một hành động mang tính chính trị. Chính vì vậy, sự xuất hiện của ông Costello trong phiên tòa kính ở New York vào ngày hôm nay 20 tháng 3 đang được quan tâm đặc biệt. Lời khai của ông sẽ góp phần ảnh hưởng đến việc liệu cựu tổng thống Donald Trump có bị truy tố hình sự hay không, cũng như cả vận mệnh chính trị của ông, người đã tuyên bố tranh cử tổng thống năm 2024. Đại bộ thẩm đoàn sẽ triệu tập trong vòng 3 tiếng đồng hồ vào ngày thứ hai, và nếu đại bộ thẩm đoàn không thể nghe tất cả các bằng chứng thì họ sẽ cần họp lại vào ngày thứ tư ngày 22 tháng 3. Cổ phiếu ngân hàng thế giới lao dốc UBS mất thêm 12% giá trị sau khi khẩn cấp cứu Credit Suisse. Giá cổ phiếu ngân hàng giảm ở London và trên khắp châu Âu trong phiên giao dịch đầu tuần ngày thứ hai sau khi UBS cứu khẩn cấp Credit Suisse dưới sự hỗ trợ của ngân hàng trung ương nước này. Tại Anh, chỉ số FTSE 100 đã giảm 1,5%, tương đương hơn 110 điểm, chủ yếu là do giá cổ phiếu của các ngân hàng niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán London kéo xuống. Chỉ số giá chứng khoán của các ngân hàng NatWest, Berkeley và Standard Charter đều giảm hơn 7%, trong khi HSBC và Lloyd cũng giảm khoảng 5% vào đầu phiên giao dịch đầu tuần. Cổ phiếu ngân hàng châu Âu được đo bằng chỉ số Stocks Europe 600 banks đã giảm 4% vào sáng ngày thứ Hai. Trong ngày đầu tiên, sau khi tin tức giải cứu được đưa ra, cổ phiếu của Credit Suisse tiếp tục giảm 63% trong khi UBS mất tới 12%. Trên thị trường chứng khoán phố Wall, hôm nay chỉ số chứng khoán ngân hàng Mỹ là US Bank Index cung cấp bởi Trading Economist mất thêm 5,18% chỉ số chứng khoán ngành ngân hàng Mỹ cũng đã giảm 39,34% so với cùng kỳ, giảm 27,34% trong tháng qua. Lo lắng của các nhà đầu tư trên khắp thế giới được thúc đẩy bởi thỏa thuận giải cứu Credit Suisse, có điều khoản là 17 tỷ đô la trái phiếu của ngân hàng này là AT1 trở thành giấy trắng, có giá trị là không đồng, hoàn toàn bị xóa sổ. Trong khi các trái chủ mất trắng, thì các cổ đông vẫn còn nhiều cơ hội hơn từ khoản tiền bán là 3,2 tỷ đô la cho ngân hàng đối thủ là UBS. Quyết định đó của cục quản lý Thụy Sĩ đã khiến các nhà đầu tư lo ngại về việc sụt giảm giá trị trái phiếu AT1 tại tất cả các ngân hàng khác. Rõ ràng căng thẳng quản loạn về đổ vỡ ngân hàng đã chuyển dời thị trường trái phiếu AT1 chứ không hề được xoa dịu như hy vọng của các nhà quản lý. Niềm tin bị sụp đổ luôn là rủi ro lớn nhất với bất cứ ngân hàng thương mại và hệ thống tài chính nào sự suy yếu của các ngân hàng khắp thế giới đẩy các ngân hàng trung ương vào thế khó khăn các ngân hàng trung ương cần nhiều tiền hơn để đáp ứng nhu cầu rút tiền của các ngân hàng thương mại để giúp đỡ cho các ngân hàng trung ương cục dự trữ liên bang của mỹ đã phải gia tăng hoán đổi đồng đô la với các ngân hàng trung ương châu âu để chống đỡ cho thanh khoản hệ thống cục dự trữ liên bang mỹ ngân hàng canada ngân hàng anh ngân hàng nhật bản ngân hàng trung ương châu âu và ngân hàng quốc gia thụy sĩ tuyên bố họ sẽ tăng thanh khoản thông qua các giao dịch quán đổi đô la mỹ hàng ngày điều này có nghĩa là cục dự trữ liên bang mỹ mỗi ngày sẽ trả tiền đô la cho các ngân hàng trung ương khác để nhận về đồng nội tệ của nước đó hoán đổi ngoại hối giữa các ngân hàng trung ương vốn là biện pháp gia tăng ổn định tài chính từ nhiều thập niên Tuy nhiên ở mức hoán đổi theo ngày thì chưa từng có. Đây rõ ràng là một biện pháp phản ứng chính sách trước tình hình thị trường tài chính ngân hàng ngày một xấu đi. Giá vàng thế giới chính thức vượt khỏi ngưỡng 2.000 đô la một ounce. Đúng như dự đoán, sau nhiều ngày giá vàng tăng, vàng chính thức đã được giao dịch trên ngưỡng 2.000 đô la một ounce. Giá vàng lần đầu vượt ngưỡng 2.000 đô la kể từ tháng 3 năm ngoái. Theo dữ liệu của Trading Economist, vào sáng ngày 20 tháng 3, thị trường vàng đã biến động dữ dội trong nhiều tiếng đồng hồ. Giá vàng rơi từ 1.989 đô la một ounce xuống 1.969 đô la một ounce trong sáng nay, rồi vọt lên 2.007,2 đô la một ounce. Vàng được coi là tài sản an toàn, tức hưởng lợi khi các thị trường có nhiều biến động. Lợi suất trái phiếu kho bạc đi xuống cũng sẽ cởi bỏ áp lực trên thị trường vàng. Vàng vốn là tài sản phi rủi ro. Giá vàng thế giới hiện tại là 1.982,49 đô la một ounce. Điện Kremlin tuyên bố phi cơ không người lái trên hắc hải chứng minh Mỹ tham gia xung đột. Điện Kremlin nói rằng các chuyến bay của phi cơ không người lái của Mỹ trên hắc hải là dấu hiệu cho thấy Mỹ trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột với Nga. Vào tuần trước, một phi cơ không người lái của Mỹ đã rơi xuống biển sau khi phi cơ chiến đấu Su-27 của Nga đánh chặn theo hãng tin Reuters, cuộc đối đầu quân sự trực tiếp đầu tiên giữa hai bên kể từ khi Nga mở cuộc chiến ở Ukraine vào năm ngoái, ngày 19 tháng 3 người phát ngôn điện Kremlin Peskov đã lên tiếng về việc này. Những chiếc phi cơ không người lái này đang làm gì rất rõ ràng và nhiệm vụ của chúng hoàn toàn không phải là một nhiệm vụ hòa bình nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động vận tải trên vùng biển thế giới. Hãng tin Interface đã dẫn lời ông Peskov. Ông nói thêm rằng trên thực tế, chúng tôi đang nói về những người điều khiển những chiếc phi cơ không người lái này đang tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột và chống lại chúng tôi. Vào ngày 16 tháng 3, Ngũ Giác Đài đã công bố đoạn video về vụ việc phi cơ quân sự của Nga bay rất gần phi cơ không người lái trước khi nó rơi xuống hắc hải. Cảnh quay cho thấy chiếc phi cơ của Nga đã đổ nhiên liệu ở gần vị trí của phi cơ không người lái. Ngũ Giác Đài cho biết Đoạn video giải mật dài khoảng 40 giây đã được quân đội Mỹ chỉnh sửa độ dài nhưng cho thấy những vụ việc đúng theo trình tự của thực tế. Chiếc phi cơ không người lái sau đó đã rơi xuống hắc hải. Washington cho biết phi cơ này bị rơi khi đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát trong không phận quốc tế. Đáp lại thì Nga đã khẳng định phi cơ này đã vi phạm giới hạn không phận và mất kiểm soát. Canada đề nghị lập bộ tứ bốn quốc gia Mỹ, Nhật, Đại Hàn, Canada chống lại Trung Quốc và Nga. Canada đã đề nghị tạo ra một bộ tứ hợp tác bốn nước với Nhật Bản, Đại Hàn và Mỹ như một phần trong cố gắng chống lại Trung Quốc và Nga. Theo tin từ Kyoto, các nguồn tin cho biết. Canada đã đưa ý tưởng trực tiếp đến Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida khi ông đến thăm Odawa vào tháng 1, đồng thời cho biết thêm rằng Canada tin rằng việc mở rộng ba bên hiện có liên quan đến Mỹ và các đồng minh chủ chốt ở châu Á sẽ giúp thúc đẩy mối liên hệ giữa các quốc gia thuộc trại dân chủ tự do ở khu vực vành đai của Thái Bình Dương. Trung Quốc chẩn đoán bệnh của Mỹ, hỗn loạn quốc gia gây thảm họa các nước khác. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày thứ Hai công bố một báo cáo về sức khỏe của nền dân chủ Mỹ trong năm 2022, kết luận rằng nền dân chủ Mỹ đang hỗn loạn quốc gia và để lại dấu vết tàn phá, thảm họa ở các nước khác. Trung Quốc chỉ ra rằng, ở quốc gia Mỹ đang gặp khó khăn với các vấn đề bao gồm đấu tranh đảng phái, tiền quyên góp chính trị, hạn chế quyền tự do ngôn luận và tòa án tối cao bị chính trị hóa. Trên trường quốc tế, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Mỹ lấy cớ dân chủ để đàn áp các quốc gia khác và phục vụ cho chương trình nghị sự của riêng mình, trong đó có việc cáo buộc Trung Quốc là nguồn gốc của coronavirus, rút khỏi Afghanistan, đổ thêm dầu vào lửa giữa cuộc chiến ở Ukraine và làm trầm trọng thêm căng thẳng bằng cách ủng hộ Đài Loan. Những gì thế giới của chúng ta cần ngày nay không phải là chia rẽ nhân dân dân chủ và thay đổi chủ nghĩa đơn phương hướng đến quyền lực tối cao trên thực tế, mà là gia tăng đoàn kết và hợp tác trên nguyên tắc của hiến chương Liên Hiệp Quốc. Phần Lan đạt danh hiệu quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới năm thứ sáu liên tiếp. Phần Lan là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2023, theo bản xếp hạng của báo cáo hạnh phúc của thế giới, chủ yếu dựa trên các đánh giá về cuộc sống từ cuộc thăm dò thế giới của Colop vào ngày 20 tháng 3. Các nước xếp hạng sau Phần Lan là Đan Mạch, Ireland và Thụy Điển. Quốc gia Bắc Âu và các nước láng giềng như Đan Mạch, Ireland, Thụy Điển và Na Uy đều đạt điểm rất cao trong các tiêu chuẩn bao gồm tuổi thọ khỏe mạnh, thu nhập bình quân đầu người, sự giúp đỡ xã hội, tham nhũng thấp. Cùng đó là sự rộng lượng trong cộng đồng nơi mọi người chăm sóc nhau và tự do đưa ra những quyết định quan trọng trong cuộc sống. Israel đã tăng lên vị trí thứ tư trong năm nay, từng ở vị trí thứ 9 vào năm ngoái. Hoa Lan đạt vị trí thứ năm, Thụy Sĩ xếp hạng thứ 8, Luxembourg xếp hạng thứ 9 và New Zealand xếp hạng thứ 10. Úc Châu xếp hạng thứ 12, Canada xếp hạng 13, Ireland xếp hạng thứ 14, Hoa Kỳ xếp hạng thứ 15 và Anh xếp hạng thứ 19. Trong top 20 của năm nay có sự xuất hiện của một quốc gia mới, đó là Litva. Quốc gia vùng Baltic đã leo hạng điều đặn trong 6 năm qua, từng ở vị trí 52 vào năm 2017, lên vị trí 20 trong danh sách mới này. Các quốc gia vùng Baltic khác bao gồm Estonia xếp thứ 31 và Latvia xếp thứ 41 họ cũng đang được tăng hạng. Pháp đã rời khỏi top 20 xuống vị trí 21 trong bản báo cáo của năm nay. Ở cuối danh sách là Afghanistan ở vị trí 137, Lebanon cao hơn một bậc ở vị trí 136. Ông Tập Cận Bình đã đến Nga, được ông Putin vinh danh. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga dọa bắn hỏa tiễn vào Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. Ông Putin yêu cầu nhân viên trong khó chính sách đối nội ngừng sử dụng iPhone kể từ cuối tháng 3 năm 2023 vì sợ hacker. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Nga vào ngày hôm nay, bắt đầu chuyến thăm Nga 3 ngày. Tass loan tin rằng ông Tập đến sân bay Vnukovo của Moscow vào khoảng 5 giờ 59 phút sáng. Tập và Putin sẽ hội đàm vào cuối ngày trước khi tiếp tục thảo luận vào ngày thứ ba, Ông Tập nói khi đến Nga rằng tôi rất vui mừng theo lời mời của Vladimir Putin trở lại vùng đất của người hàng xóm thân thiết của chúng tôi trong chuyến thăm cấp nhà nước. Trung Quốc và Nga là láng giềng tốt và là đối tác tin cậy núi sông liền nhau. Trước đó trong một tuyên bố vào ngày Chủ nhật, ông Putin đã ca ngợi Trung Quốc về mối liên hệ đối tác với Nga và về kế hoạch hòa bình 12 điểm mà ông Tập đã đề ra cho giải pháp hòa bình trong cuộc chiến ở Ukraine. Ukraine đã bác bỏ đề nghị hòa bình của ông Tập vì không đòi Nga rút quân về nước. Ông Tập nói rằng Trung Quốc và Nga cùng nhau bảo vệ hệ thống thế giới lấy Liên Hiệp Quốc làm trung tâm và trật tự thế giới dựa trên luật pháp quốc tế. Trung Quốc và Nga với tư cách là các cường quốc lớn và là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đóng vai trò quan trọng trong các vấn đề của thế giới. Ông Tập nói thêm rằng Trung Quốc và Nga là đối tác đáng tin cậy. Ông ca ngợi Nga tôn trọng luật pháp quốc tế, ám chỉ rằng Nga xâm lăng Ukraine là hợp lý với hàm ý Trung Quốc có thể xâm lăng Đài Loan trong tương lai. Ông Matry Medvedev, cựu tổng thống Nga, phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, đe dọa bắn hỏa tiễn vào Tòa án Hình sự Quốc tế ICC ở Hòa Lan vì đã ra lệnh bắt giữ ông Putin với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh. Viết trên Telegram vào ngày 20 tháng 3, ông nói rằng không ai cần ICC tồi tệ, Ông gọi phán quyết của tòa án là sự sụp đổ cuối cùng của hệ thống luật pháp quốc tế. Ông Medvedev từng viết hung hăng về những hậu quả khủng khiếp đối với luật pháp quốc tế có thể xảy ra và đe dọa rằng ICC có thể là mục tiêu của hỏa tiễn Nga. Ông nói rằng Nga cũng như Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác không tham gia ICC. Ông viết, hãy hình dung một ứng dụng chính xác của hỏa tiễn siêu than Onyx bắn từ Bắc Hải từ một con tàu của Nga vào thẳng tòa án. Vì vậy, hãy ngó lên bầu trời cẩn thận. Và ông đã cho rằng tòa án hình sự ICC là vô dụng và hệ thống luật công quốc tế không hiệu quả và dựa trên sự bất công. Các nhân viên trong khối chính sách đối nội của chính quyền tổng thống Putin đã bị yêu cầu ngưng sử dụng iPhone kể từ cuối tháng 3 năm 2023 vì lo ngại rằng iPhone có thể sẽ bị phương Tây tấn công hơn so với các điện thoại khác theo Medusa loan tin, dựa vào một nguồn tin có mặt tại cuộc họp nơi mệnh lệnh được đưa ra nói với tờ Commercent, iPhone đã xong rồi, chúng tôi bị yêu cầu quăng chúng đi hoặc đưa chúng cho lũ trẻ chơi. Từ cuối tháng 3 thì ngưng iPhone, các viên chức bị yêu cầu thay iPhone của họ để lấy các lựa chọn của Android hoặc các điện thoại của Trung Quốc hoặc những máy chạy hệ điều hành Aurora của Nga. Kim Jong-un kêu gọi sẵn sàng tấn công nguyên tử chống Mỹ và Đại Hàn. Tuyên bố của ông Kim được đưa ra khi Bắc Hàn kêu gọi các vụ phóng hỏa tiễn vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật là cuộc tập trận nhằm củng cố mối răng đe chiến tranh và phản công nguyên tử để gửi cảnh báo mạnh mẽ đến Mỹ và Đại Hàn. KCNA cho biết trong một cuộc tập trận, một hỏa tiễn đạn đạo được trang bị đầu đạn hạt nhân giả bay 800 cây số, là khoảng 497 miles trước khi đánh trúng mục tiêu ở độ cao 800 m là nửa dặm, theo kịch bản tấn công nguyên tử chiến thuật ông Kim đã giám sát cuộc thử nghiệm và cho biết các cuộc tập trận đã cải tiến khả năng chiến tranh thực sự của quân đội cũng như nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm tư thế sẵn sàng để tiến hành bất cứ cuộc phản công nguyên tử tức thời và áp đảo nào. Và hôm chủ nhật thì đại hàng và Nhật Bản đã báo cáo một vụ phóng hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn của Bắc Hàn vào khơi bờ biển phía đông. Đây là vụ mới nhất trong hàng loạt vụ thử hỏa tiễn trong những tuần gần đây. Bắc Hàn đã từng phản ứng gây gắt trước các cuộc tập trận chung giữa Hoa Kỳ, Đại Hàn, gọi chúng là những cuộc diễn tập cho cuộc xâm lược Bắc Triều Tiên. Các đồng minh đã tiến hành nhiều cuộc tập trận thường niên kể từ đầu tháng này, bao gồm các cuộc tập trận trên không và trên biển vào ngày Chủ nhật, có sự tham gia của các phi cơ ném bom B-1B của Mỹ. Hải quân và thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và Đại Hàn có cuộc tập trận vào Sanjong lớn đầu tiên sau 5 năm, vào ngày thứ Hai 20 tháng 3 kéo dài 2 tuần cho đến ngày 3 tháng 4 năm 2023. Trong một thông báo khác, KCNA cho biết hơn 1 triệu 400.000 người của Bắc Triều Tiên đã tình nguyện nhập ngũ hoặc tái nhập ngũ để chiến đấu chống lại Seoul và Washington, tăng so với con số 800.000 người được một tờ báo của chính phủ đưa tin chỉ 2 ngày trước đó. Từ Việt Nam, tiếp viên hàng không buôn lậu không phải là chuyện lạ, cần điều tra những người đứng sau đường dây này. Ngày 16 tháng 3 2023, trên chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines chiều từ Pháp về Việt Nam, đội thủ tục hành lý nhập khẩu của phi trường đã nghi vấn về hành lý của những nữ tiếp viên có dấu hiệu lạ khi để hành lý qua máy so chiếu tại phi trường. Sau đó, Cục quan thuế thành phố và đội tội phạm chống ma túy tiến hành lục soát hành lý của những tiếp viên, phát hiện ra 8.400 gram viên nén màu xám và 3.080 gram chất bột màu trắng được cất dấu ngụy trang trong các tuyếp kem đánh răng. Những chất này được xác định là chất cấm. Theo thông tin ban đầu, thì bốn nữ tiếp viên trên chuyến bay VN10, chặng bay CDG CGN, hạ cánh lúc 8 giờ 10 phút ngày 16 tháng 3 tại phi trường Tân Sơn Nhất. Làm việc với cục điều tra, các tiếp viên tỏ ra sửng sốt bất ngờ. Những người này đã khóc và cho biết khi ở Pháp đã có một người nhờ sách tay một số hàng hóa về nước và trả tiền công là hơn 10 triệu đồng. Lúc đó do quá mệt mỏi vì vừa trải qua chuyến bay dài, họ chỉ xem qua loa vài tiếp kem và không thấy có gì bất thường. Số hành lý sách tay này cũng qua được phi trường ở Pháp, nhưng khi về đến Tân Sơn Nhất thì quan thuế đã phát hiện có ma túy. Phó Cục trưởng Cục Hải quan của thành phố cho hay lượng ma túy bị bắt trong vụ này là rất lớn. Nhà chức trách cho biết trong hành lý của Võ Tú Quỳnh có 43 hộp kem đánh răng, bên ngoài in có chữ Signal Esper White, 31 hộp trong số này chứa nhiều viên nén màu xám, trọng lượng khoảng 2,18 kg, 12 hộp còn lại chứa bột màu trắng trọng lượng khoảng 1 kg. Một số nguồn tin cho biết, để được làm tiếp viên hàng không cho các chuyến bay quốc tế, thì họ phải lo lót số tiền lên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng thì mới bay được. Mục đích của chuyến bay quốc tế thì phải buôn lậu những mặt hàng có giá trị để có thể lấy lại vốn. Hồi tháng 6 năm ngoái, hãng tin Seven News của Úc cũng đã đăng việc chính tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines bị phát hiện mang một lượng lớn tiền mặt khi xuất cảnh rời Úc Tổng số lượng tiền mặt đem theo là 60.000 đô la Úc được chia nhỏ và cất giấu trong hành lý. 11 năm trước là ngày 16 tháng 5 năm 2002, năm tiếp viên của Vietnam Airlines bị phát hiện vận chuyển trái phép gần 400 điện thoại trên chuyến bay Dubai Hà Nội. Những người này mua điện thoại ở nhiều cửa hàng khác nhau, đóng gói và đưa lên phi cơ về Hà Nội. Họ để điện thoại vào xe chứa thức ăn thừa trên khoang của phi cơ và thuê một nhân viên xí nghiệp chế biến thức ăn của nội bài để đón lô hàng, vận chuyển về nhà. Tòa án Hà Nội lúc đó đã tuyên tổng cộng 86 tháng tù cho hai người đứng đầu vụ và 15 cho tới 18 tháng án treo cho những người còn lại. Những bê bối của ngành hàng không ngày càng lộ ra nhiều, khiến cho dư luận tức tối. Theo một vị luật sư ở Việt Nam, bài tỏ rằng tiếp viên hàng không là nghề mà trong quy định của luật hàng không, nội quy của hãng, chương trình đào tạo các tiếp viên không được nhận hoặc là cầm giùm đồ của người khác từ nước ngoài về Việt Nam. Trong quá trình học thì các tiếp viên hàng không cũng được học những kiến thức, biện pháp an ninh cho bản thân bao gồm bảo đảm cách ly và giám sát hành lý riêng, tránh trường hợp người xấu lợi dụng sơ hở và bỏ các vật phẩm cấm vào vali của mình như là chất gây cháy nổ, vũ khí, chất gây nghiện. Luật sư cũng nói với các nghiệp vụ chuyên môn, nghề tiếp viên hàng không có đủ năng lực và nhận thức cũng như kỹ năng để biết rõ những rủi ro và hậu quả có thể đối mặt nếu nhận hoặc là cầm dùm hàng hóa từ bất cứ người nào khác. Thưa quý vị, bản tin chính đã kết thúc và sau đây là lá thư tìm người thân. Thân chào Hồng Loan Bảo Lộc, xin chúc sức khỏe và chương trình của Hồng Loan Bảo Lộc phát triển mọi nơi trên toàn thế giới, xin giúp tìm người thân. Em tên là Bích Vân, hiện sống tại Massachusetts. Trước năm 1970, sống với ba mẹ, tên là ông bà Thình. Bên cạnh nhà bà Thư ở Bình Thới, quận 11, Sài Gòn, có các chị tên Thư, Dần, chồng tên là Hân, phi công quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Chị Ngọc, anh Khánh, anh Thành, các anh hiện ở đâu, xin cho em biết tin qua số điện thoại 724 466 4252. Hồng Loan xin nhắc lại số điện thoại 724 466 4252. Bích Vân hiện sống tại Massachusetts là con của ông bà Thịnh. Tìm anh chị có tên Thư Dần, chồng tên là Hân phi công quân đội Việt Nam Cộng hòa, chị Ngọc, anh Khánh, anh Thành. Quý vị hiện đang ở đâu thì hãy liên lạc với Bích Vân, số điện thoại 724 466 4252. Chào hai cháu, cô viết thư mong hai cháu tìm giúp cô người thân với nội dung như sau Tìm anh chị Năm Cư lúc trước ở Việt Nam Anh Năm Cư cùng anh hai Xuân Trim làm chung đoàn cải lương sông bé một của ông Bầu Xuân Nhà anh Cư ở đường Cao Thắng, nhà anh hai Xuân Trim ở gần bệnh viện chợ Rẫy Nếu anh chị Năm nhận được tin này xin gọi cho tôi số điện thoại 727 687 2329 Tôi hiện sống ở Mỹ, tiểu bang Florida rất mong gặp được anh chị Cảm ơn hai cháu đã giúp đỡ cô Dạ Hồng Loan xin được nhắc lại số điện thoại là 727-687-2329 Cô tìm anh chị Năm Cư lúc trước ở Việt Nam cùng với lại anh hai Xuân Trim làm chung đoàn cải lương sông Bé Một của ông Bầu Xuân. Nhà của anh chị Năm Cư hồi đó ở đường Cao Thắng và nhà của anh hai Xuân Trim ở gần bệnh viện chợ Rẫy. Nếu như à, các cô chú quý vị có biết được tin tức xin hãy chia sẻ dùm qua số điện thoại 727-687-2329 cho cô hiện đang sống ở Florida. Cảm ơn quý vị. Kính nhờ quý vị chia sẻ dùm loan lọc lá thư của ngày hôm nay nha hồi sáng nay mình nhận được hai tin vui ha ừ. hy vọng mỗi ngày mình nhận được tin vui hết cho vui mỗi ngày nha quý vị Đúng rồi. <cười> <cười> vui rồi nghe nó vui lắm ừ, kể chuyện vui luôn ha vui nữa hả Ừ, chuyện vui đi kể đi ha lấy hên cho Đang sáng mai suy nghĩ câu chuyện vui nha. <laughs> lấy hên cho sáng mai nha quý vị có rồi có bốn của bạn thân coi như là gặp nhau để mà bàn về trang phục cho một buổi tiệc thông thường á thì trong những buổi tiệc các cô, các chị hãy hẹn với nhau mặc những màu sắc áo giống nhau. Và sắp tới sẽ có một buổi tiệc rất là đặc biệt. Một người trong nhóm mới nói, thôi bây giờ mình làm khác đi, hãy chồng mình tóc màu gì thì mình mặc quần áo màu đó. Cô đầu tiên nói, à, tôi sẽ chồng màu đỏ, tóc chồng tôi màu đỏ. Hay, cả nhóm vỗ tay, được màu đỏ được. Tôi sẽ chọn tóc màu vàng vì chồng tôi tóc màu vàng. Mơ hợp. Cô thứ ba nói, tôi sẽ chọn một bộ đồ màu trắng vì chồng tôi tóc bạc hết hên quá màu trắng lúc nào cũng đẹp hết <laughs> cô thứ tư buồn rầu vậy nói chị ơi chắc em đi không được của chị ơi sao vậy em sao vậy không đi được vậy tại vì em nghĩ là em đi em mặc đồ kỳ lắm ủa là làm sao chị không hiểu giờ chồng em có tóc không còn cộng nào á không còn nên em không đi được tay em không có mặc đồ <laughs> này chuyện vui thôi nha quý vị mà ta nói là cái, cái răng cái tóc là góc con người mà đến một cái tuổi nào đó thì nó đi theo <laughs> nó ra đi chứ răng rụng tóc nó ra rơi. đi răng rụng tóc rơi nó ra đi thì thôi đâu sao đến một lúc thì răng rụng tóc rơi đâu có sao răng rụng thì đi kiếm thêm đổ để mà làm răng làm tóc rơi len. Làm, 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 làm. còn tóc rơi thì kiếm tóc giả mới hồi lắm ơi còn không đi cái tóc ừ cái tóc được lớn hả? quá thì đâu nuôi nổi đâu thấy mấy anh chị mấy 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 người lớn đi cái tóc cái nhiều tóc lắm. được hả ừ. còn là không biết đi chừng nào lột cái đây <laughs> tìm hiểu đi để tìm hiểu từ từ <laughs> bị từ từ là vừa <laughs> ok ngày hôm nay lộc lan kính gửi quý vị một số thông tin mình được cười nho nhỏ kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc lan lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và chia sẻ cho chương trình của lan và lộc và luôn mong nhận được like share subscribe và view từ quý vị xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại